bạn đang xem trận cầu lông 3-3 giữa hai đội bên tay trái là Việt Sở Khanh, Thí Liễu, còn bên kia là Cường Đô La, Trung Lưới với lại Hấm. Theo như giới chuyên gia, với sành cá độ thì đội phía bên kia Cường Thấm Trung Lưới là mạnh hơn. Giờ đây phải để xem thử là diễn biến như thế nào. Hiện bao nhiêu rồi? 4-1. Bỏ nhỏ ngoài. 2-4. Thí Liễu giao cầu. Từ sáng tới giờ là buộc dài 2 lần. 5-2. Khanh ra sao đi mới hợp lý chứ. Quên. Bỏ nhỏ thành công. 6-2. Thí Liễu đập cầu vô lưới, gần rách lưới luôn. 8-2. Quá trình là 9-2. Ba chín. Việt giao trung lưới đó. Cường nhỏ. 4-9. Việt giao tiếp. Mạnh lên. 5-9. Việt giao tiếp. Ngoài. 0-5. Hai đội đổi bên. Lần này thì Cường trung lưới với Thấm qua bên này. Bên kia Thí Liễu, Khanh, Sở Khanh. Rồi Thấm đã đánh hỏng rồi. 6-0. Thí Liễu giao cầu qua lưới. 1-6. Trung lưới giao cầu. Đốt cầu. 2-6. Mạnh. Quýnh. Đập. Đập luôn. Đập đi. Đập. Đập đi. Đập. Đập đi. Đập đi. Đập. Đập đi anh Khanh. Trời ơi anh Khanh ơi. Ủa ngoài hả? Ngoài hả? Ủa thấy đâu mà. Ngoài thấy vô. À. 72. Chín đâu mà chín được. Tổng tài cũng bắt nhau quá cầu. Anh ơi. Chết mày chưa mày quên. Rồi. 8-2. Rồi bỏ luôn, không có bỏ được luôn. Trường con bỏ trong đội. Đập đi. 9-2. Anh Khanh, hãy đánh cách thông minh đi anh Khanh. Đánh thông minh anh Khanh. Ừ. 1-2. 0-2. 1-2. 2-2. 2-2. Khanh, quýnh cách thông minh lên Khanh. Đúng rồi, quýnh thông minh lên Khanh. Quýnh thông minh đi. Wow. Nó mạnh quá, chứ phải là nó hoài đó mà nó mạnh quá.
Máy rồi. Bài. Quên đáp. Quên thông minh lên Khanh. Khanh. Quên thông minh. Quên thông minh. Rồi. Quên thông minh đi. Ờ, đúng rồi, rất là dễ gãi giật nha. Nghe hành sáng giờ nghe cốc 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 á. Nghe da chậm giật với lại trung là hơi nhiều đó nha. Ôi, hay quá. Năm hai. Mình thông minh. Thông minh đâu? Thông minh. Trời ơi. 3 năm. Việc lắc léo Việc anh lắc léo đâu lắc léo Việc mình thông minh đi sáu ba bốn sáu mạnh lên ừ. Điên rồi chị ơi, nó điên rồi. 24. Anh Khanh đánh thông minh Khanh. Quýnh thông minh. Thông minh đâu? Trời ơi, điên là bỏ lỡ một cái rồi. Quá ngon mà hai anh này. Lỡ nào bỏ lỡ cơ hội này thì tôi đứng ngoài tôi tiếc đứt ruột. Quýnh đi, thông minh đi. Đánh cách thông minh đi. Lắc léo đâu quên. Lắc léo đi. Rồi chết rồi chết rồi chết rồi. Ngoài. Thông minh đi. Quýnh thông minh lên. Quýnh ừ. Nhiều rồi. 8 năm. Giao mạnh lên. Sao lại các anh lại gần tới đích rồi các anh lại có vẻ chừng lại mạnh lên mạnh tại tám gặp chuyên gia bữa cuối rồi quên đi 97 anh Việt giao khó anh Việt ơi giao khó ừ ngoài ngoài 89 mạnh lên em mạnh thông minh đi quýnh thông minh đi quýnh thông minh đi quýnh thông minh đi quýnh đi trời ơi tiếc cho các anh quá đi à quýnh đều quýnh đi Việt trời cơ hội tới nơi giao thuốc ngoài đây nè nè giao anh nè giao ra đây mạnh lên trời biết giao ra đây nè ghê cải thầy nướng đèn ừ ngoài 1-0 anh Việt giao khó ăn luôn quýnh quýnh đi thông minh đi trời quýnh ra đây nè cán bộ gây cấn rồi nha. Ghê hồng. Cán bộ gây cấn rồi ra rồi dấu mạnh lên. Rồi quất. Tiếc quá. Rồi. Lần này à đang xem quý vị đang xem trận thứ hai nè trận này là bên phía gần đây là Sở Khanh Trung Lưới với lại Thí Liễu bên kia đường mạnh nó đi quýnh nó đi ừ à, giới thiệu tiếp là bên kia Cường Nhỏ Thắm với lại Minh Ngọc. Mạnh lên.
đều. 21. 21 hả? 21. Ngoài. Hai đều. Giao mạnh lên cho em nó sợ. Trời ơi. 32. Bốn hai đó, thấy không? Nó đánh vậy mà kêu đau tay. Đau tay là khi mà lên tới 20 mà nó đang thua nó mới đau tay thôi. Ngoài. 34. Rồi. Trời ơi, rất là nhạy cảm luôn. Ao rồi, trọng tay kêu ao. Ao. Ao ao. Ao ao ao. Có vụ ham dọa thùng tay đây trời. Nè. 4 5. Anh canh không có giường ai nha anh canh. Canh gì mà dưng? Giường cái gì mà dưng? Giường cái gì mà dưng? Cậu. Quên. Ai. À, 5 đều. Em bỏ nó tới đài thì em phải chồng em quýnh nó chứ. Đúng rồi, cho nó chồng. Xác nhận. 5 đều, 5 đều. Ngọc giao tiếp. Giao mạnh lên. Trời ơi. Ngoài. Mình có cào đưa là biết ngoài rồi. Giao vậy nó đâu phải em ruột mình đâu mà. Nó cũng là em gì đâu mà. Nó đâu phải em ruột gì đâu. Giao vô. Cường đâu. Bao xăng gì đâu. Quên. Cường đâu xong đập. Cường đâu. Trời. Cường đâu. Wow. Cường đâu. Cường này biết mình luôn. Cao. Sao đều. Cường đâu. Hay quá. Hay quá Ngọc ơi. 7 6. Hai đội này rất là căng tay căng sức. Quên. Quên nó. Quên luôn. Rồi sao hụt vậy. 7 đều. Rồi chuẩn bị nó giao ra ngoài nè. Thẳng tay, thẳng cái tay. Giao ra ngoài. Rồi lo nói hả? 87. Giao ra đây nè, giao xéo ra túc ngoài này nè, nó vô vừa. Giao ra tới đây, giao đâu đó. Đeo. Ngoài. 08 đội bên. Có vẻ như là đội của cường nhỏ là mạnh hơn một tí. Kẻ bảy lạng người nửa cân. 90. Quên. Quên luôn. Từ từ quên, đừng có nhảy nhót, đừng có chạy, im quên. Cường nhỏ đâu. Trời ơi. 1 0. Quýnh nó. Quýnh luôn. Quýnh xong là phải lo quýnh trái thứ hai. 2 0. 3 0. Trời từ đã lỡ. Cố lên. Cố lên. 1 3. Đã lỡ là mua đội cường nhỏ 100 chai rồi mà sao mà đánh giày là sao được. Quýnh đi. Đã lỡ mua đội cường nhỏ rồi. Cường nhỏ ơi. Cường nhỏ ơi. Ráng đi cường nhỏ ơi. Quýnh luôn. Quýnh luôn cường nhỏ ơi. Quýnh đi. Ơi. Chết. Lộn chuông. Ngoài. Lộn chuông. Quýnh đi, quýnh tay nữa. Máy rồi.
lý nó đi. Không có cây cối vậy nha, không có cây cối vậy. Đã quay. Nghe lời mấy anh chị. Dâu cây sứ á. Bảy ba. Ông sành lè anh Khanh ơi. Quên đi. Ông sành lè. Cái đó mà cho đồng tài này vô là thế nào là cũng đỡ được á. Mà tại sáng cái anh vàng vàng anh đỡ không được, cái đồng tài này là đỡ tuốt. Ăn nó đi, ăn. Ừ. 48. Đang thuận gió mà Cường. Đang thuận gió mà. Quánh đi Cường. Quánh xong một trái là phải chuẩn bị quánh trái thứ hai. Không được nghỉ ngơi. Không nhảy nhót lung tung, quên. Nhiều rồi. 6-7 à? 6-8. Tiến lướt. Hay quá đi. Đúng là giao cầu à, vừa mang yếu tố tâm lý, vừa mang yếu tố gọi là kỹ thuật. Quýnh. Rồi. Ơi, một phân cầu quá xuất sắc luôn, ụp lưới. Ụp vô vị trí mà không thể đỡ. Rồi, hay quá. Cương, cương nhỏ. Cương nhỏ ơi. Rồi. 9-8. Rồi, đội của cương nhỏ đã tiến lên rồi, 9-8 rồi, quánh luôn. Cương. Kết thúc. 0-8. Lần này chị Thấm giao cầu ăn luôn không? Thấm giao cầu ăn luôn không? Ăn điểm luôn không? Tâm lý chiến thuật vô. Hay quá. Bên này là Cường nhỏ Thấm với lại Minh Ngọc. Quên. Quên đi. Quên. Trời ơi. Theo như nhận định ban đầu là đội của Sở Khanh trung lưới là mạnh hơn. Còn đội của Cường nhỏ. Quýnh. Trời ơi, những dằn ghê ơi. 2-0. Vừa rồi là Minh Ngọc đã quýnh trái xuất sắc. Quýnh luôn. Ừ. Ba này là mình phải đưa lên TikTok nè. Mạnh lên, đập mạnh vô. 3-0. Hay lắm Ngọc ơi. Ơi 4-0. Đúng rồi, mình phải quýnh một trận xuất sắc lên coi gì coi lại đưa cho chồng con coi được. Vô quýnh đi. Quýnh qua ra. 5-0. Chỉ số hiện tại là 5-0. Dạ. Thắng ra được thưởng. Thưởng ra dĩa cơm sườn. Thưởng dĩa cơm sườn được rồi chứ đòi gì nữa. Thắng cầu lông. Thắng cầu lông không? À ly cà phê nữa. Ok ly cà phê. Đúng rồi. Ly cà phê đứa nào hút thuốc thì cho đi thuốc luôn. À, cho đi thuốc luôn. À, cơm sườn cà phê và điếu thuốc rồi đánh đi đang đánh vô. Quên nữ thì sao nó hút thuốc. Nữ thì sao à dạ hay quá Cường, hay vậy Cường. Đấy Cường. Em à. Đây đây quá chỉnh ra đưa đây đưa đây. Đưa đây. Ngoài đưa đây. Đi ngoài. Ngoài đi. Đưa đây. Hiện tượng ăn gian này thì nó rất là phổ biến nhưng mà đều lộ liễu á.
An Giang một cách lộ liễu là chỉ có một anh là anh hai An Giang một cách lộ liễu thôi, còn lại là đa số là theo trường phái là An Giang tinh tế. Máy rồi. Ủa. Không hai hả? 10, 2. Cường ơi, cố gắng lên Cường ơi. Gì vậy Cường, sao hồi xưa đi học vật lý hình như rất hoài sao mà quýnh gì trái gì lạ quắc vậy Cường ơi. Quýnh đi, trời ơi. 4-0. Cố lên Thắm ơi, cố lên Cường. Trời ơi, có anh trong đó là anh đỡ được rồi, sao em ở trong đó em đỡ không được, anh cũng không hiểu rồi chứ. Quýnh Ngọc. Ý da, đúng là sói ca Cường rồi, sói ca Cường mới quýnh như vậy thôi. Chứ còn cái dạng thường thường là không có quýnh vậy đâu. Hay vậy Cường. Rồi. Cường. Trời ơi. Máy rồi. 5-0. 5 vậy. 7. Quýnh. Rồi, chạy. 8-0. 8-0 hả? Cố lên. Rồi, 1-8. Giao qua bên giữa này nè, giao thúc bên này nè, cái đường này nè, nó qua là vừa. Cường. Hay quá Cường. Cường. Chín một lại tụt dài à, mạnh lên Ngọc. Kết thúc tốt. 10-11. Quýnh thông minh đi Khanh, lấy đánh thông minh gì đó đâu. Cường. Hay lắm. 2-0. 12-10. À, một cú lừa siêu hạng. 10-11-12. Mạnh lên. Mạnh nữa, quýnh nữa, quýnh hoài. Ơi. 3-1. Giao ở giữa sân á, nó qua vừa. Giao giữa sân á, mạnh lên. Chuẩn bị đỡ nè. Rồi giao giữa sân giao đâu túc đó vậy. 2-3. Mạnh lên Thắm ơi. Mạnh lên Cường. Mạnh. Quýnh luôn. Trời ơi, bị quýnh luôn rồi. Có anh trong đó là anh que một cái là như là siêu phẩm rồi mà em không chịu que chứ anh đó nó là quýnh luôn mà. Mạnh lên. Mạnh lên. Đập tốt. 4-3. Quýnh. Quýnh luôn. 4-0. Giao mạnh lên Thắm ơi. Cái này gió mạnh cao lên. Nó là nó không đỡ được cái cào cao. Ừ. Đã lên chết đó rồi. Ừ, thấy không? Ừ. 5-4. Quýnh hoài. Nắm đều. Hay quá Cường. Quýnh Cường. Chuẩn bị nè. Em phải biết là người ta đánh về đâu nè. Chuẩn bị giật sẵn sàng. Người ta đánh về đó đây.
Rồi xong. Mạnh lên. Không sao. Bây giờ là chỉ có mặt gấu hay là mặt gà ác gì mới cứu nổi đội của Cường thôi. Mặt gấu sợ cứu không nổi đâu. Bây giờ là phải mặt. Phải dùng tới mặt gà ác mới cứu nổi đội của Cường, chứ còn không là không cứu nổi rồi. Rồi. Rồi, đó tới đây là kết thúc.